Rồi chúng ta đi tiếp tục đến những câu tiếp theo ha. Ở 131, đây là dạng câu hỏi về từ loại. Cho nên mình sẽ làm như thế nào? Nhìn phía trước và phía sau khoảng trống cho thầy. Phía trước khoảng trống chúng ta có màu từ the. Sau khoảng trống chúng ta có một cái gì đây? Một cụm giới từ mà chúng ta không cần quan tâm nữa. Được không? Đó. The thì phải chọn danh từ và chỉ có đáp án B là danh từ, chọn ngay đáp án B. Được không? Đó. Trong 3 đến 5 giây thôi. Được không? Đó. Và chúng ta có từ the contraction, có nghĩa là sự tắc nghẽn. Rồi. Thầy dịch câu này như sau, sự tắc nghẽn về mạch máu nha. Có thể thường như đây bạn ha, gây nên những cái vấn đề về sức khỏe rất là nghiêm trọng, được không? Và có thể gì đây, di truyền bằng gen đó bạn ha, cho cái thế hệ tiếp theo, được không nào? Ok, congestion có nghĩa là sự tắc nghẽn, được không? Blood vessel có nghĩa là gì đây, mạch máu. Đấy, sự tắc nghẽn ha, chúng ta có cụm khác, tắc nghẽn giao thông, được không? Ok, 3 đến 5 giây thôi ha, sau mạo từ chọn danh từ. Câu 132, 4 từ khác nhau cho nên phải dịch. Dịch nè ha. Đáp án A. Đáp án A nó có nghĩa là tán thành hoặc là ủng hộ các bạn ha. Được không nào? Đây. Advocate đi với dưới từ up cho thầy ha. Được không nào? Ok. Tán thành hoặc là ủng hộ cái gì đó. Được không nào? Tiếp tục. Assume. Assume này có nghĩa là gì bạn ha? Assume này có nghĩa là gì đây? Là đảm nhiệm. À, gánh vác nó sẽ bằng với từ take on. Take on hoặc là undertake, được không? Có nghĩa là đảm nhiệm. Tiếp tục, đáp án C, administer, có nghĩa là quản lý, được không nào? Ok. Và cái từ recognized có nghĩa là công nhận hoặc là thừa nhận, được không nào? Administer something thôi, không đi với dưới từ nào cả. Còn gì đây? Be recognized for có nghĩa là gì đây? Được công nhận cho cái gì đó, được không nào? Và chúng ta nhìn lên cái khoảng trống nè, be nè, for, được không? Như vậy chọn ngay đáp án là D, được không? Được công nhận vì cho cái việc gì đó, đúng không nào? Tại vì câu này như sau, tại cái hội nghị mùa thu á bạn ha, thì những cái nhân viên mà nghỉ hưu á thì được công nhận cho cái gì đây, đã làm ra hoặc là tạo ra cái gì đây, cái sự đóng góp rất là lớn, đúng không? Cho cái công ty hơn 30 năm, được không nào? Ok, chọn ngay đáp án D, được không nào? Recognize for có nghĩa là gì đây? Là công nhận cho cái gì đó, được không nào? Ok. 33, câu 133. Đây là dạng câu hỏi về từ loại và các bạn thấy nhìn phía trước và phía sau khoảng trống nhé thầy. Phía trước khoảng trống chúng ta có một cái chủ ngữ đúng không? Được phải nè, đúng không? Tiếp tục chủ ngữ cái người nào đó. Also là một cái gì đây? Cái giới từ được thôi. À, cái phó từ thôi, đúng không? Also là cũng, đúng không? Sau khoảng trống chúng ta có cái động từ. Động từ đúng không? Như vậy đây là cái động từ chính, mà để bổ nghĩa cho cái động từ tính chính thì chúng ta sẽ chọn đáp án là gì đây? Đáp án C là trạng từ để bổ nghĩa cho cái động từ chính thôi, đúng mấy đứa, đúng không? Đó. Thăm thì thăm như thế nào? Thăm trong một cái thời gian ngắn, đúng không nào? Ok, và thầy dịch câu này như sau. Trong suốt cái chuyến thăm công ty, đúng không? Ở nhà máy của công ty thì cái ông này cũng thăm trong cái thời gian ngắn hoặc là gì? Trong thời gian ngắn á, đúng không nào? Ok. Với cái người đứng đầu cái thị trấn này, đúng không? Để mà sau đây nhận được cái lòng tin của họ, được không nào? Ok, đấy, briefly, đúng không nào? Briefly có nghĩa là ngắn, trong thời gian không lâu, có nghĩa là for a short time, được không nào? Ok, tiếp tục. Câu 134, đây là bốn cái liên từ ha. In order to có nghĩa là gì? Để mà chỉ mục đích, đúng không? Theo sau nó là gì là bạn ha? Một động từ nguyên mẫu. Tiếp tục, and là nối rồi, đúng không? A and B thôi, đúng không? Tiếp tục. Should là động từ khiếm khuyết, đúng không? Và when là gì? Khi, đúng không? Khi cái gì đó. Và các bạn nhìn phía trước và phía sau khoảng trống cho thầy. Phía trước khoảng trống nhìn ngay cái từ that cho thầy. Và sau cái từ that này là một mệnh đề nè, được không? Một mệnh đề đây, the leaking building, đây có phải là một chủ ngữ không? Đúng không? Tiếp tục. Phía sau khoảng trống chúng ta có từ be và V3ED. Và chúng ta thường học là gì đây? Có phải là động từ khiếm khuyết tiếp tục tới V3ED, tới be và tới V3ED không? Đúng không? Nhìn vô đáp án chỉ là gì đây? Đáp án C thôi. Và thầy thử dịch cái câu này như sau. Mặc dù cái công ty này nó gửi cái lá thư rất là gì bạn ha? Rất là trang trọng, nhằm chỉ ra rằng cái sau đây, cái tòa nhà này bị lỗ hổng, rò rỉ mấy đứa, được không? Nên được sửa ngay khi có thể, đúng không nào? Nhưng mà cái người chủ của cái building này dường như là không có phản hồi lại, đúng không? Cho nên chọn ngay đáp án là C, nó phù hợp với nghĩa nhất, được không nào? Ok, đấy. Rồi,
chúng ta có cái cụm gì đây bạn hả? Respond. Đây, đây là một cái động từ đúng không? Đó, đây là một cái động từ và respond luôn đi với dưới từ to có nghĩa là gì đây? Phản hồi hoặc là đáp lại. Được không nào? Ok. Đấy. 35, bốn từ khác nhau cho nên dịch về nghĩa save có nghĩa là cứu hoặc là tiết kiệm. Được không nào? Tiết kiệm. Tiếp tục ha. Đáp án B, accept, chấp nhận, chấp thuận. Đáp án C, provoke, có nghĩa là chọc tức hoặc là khiêu khích. Được không nào? Đáp án D là gì đây? Offer là đưa ra. Và các bạn có thể thấy là đưa ra cái gì? Chúng ta có cụm này sau khoảng trống chúng ta có từ radio có nghĩa là một cái thỏa thuận. Thì ông này chắc chắn là sẽ đưa ra một cái thỏa thuận nào đó và thầy thử dịch cái câu này như sau. Ông này ông đưa ra một cái thỏa thuận cho công ty đối tác, được không nào? Nhưng mà nó bị sau đây reject có nghĩa là bị loại bỏ. Bởi vì sao? Họ đã ký hợp đồng sign a contract, được không? Rồi, với công ty khác. Được không nào? Ok. Chứ đối với những cái câu khác thì nó không phù hợp về nghĩa. Bốn từ khác nhau thì chỉ dịch nghĩa thôi chứ còn gì nữa đâu. Được không nào? Đó, thầy hai từ này thầy đã gì đây? Thầy đã cung cấp nghĩa rồi, được không nào? Ok. 36. Chúng ta có thấy từ gì bạn hả? Bốn từ khác nhau cho nên phải dịch nữa rồi. Accustomed. Thì chúng ta thường có là be accustomed to. Nó có nghĩa là gì bạn ha? Là quen thuộc, quen với cái gì đó. Be accustomed to. Được không nào? Tiếp tục. Donate có nghĩa là đóng góp. Được không nào? Tiếp tục. Distribute có nghĩa là phân phát. Đúng không? Và outfit có nghĩa là gì bạn ha? Là gì đây? Trang bị. Được không nào? Ok. Trang bị. Đúng không nào? Cái động từ ha, được không nào? Ok. Và các bạn nhìn thấy luôn chúng ta có từ equipment có nghĩa là đồ đạc. Thì chắc chắn là trang bị đồ đạc rồi, được không nào? Thầy thử dịch câu này như sau. Theo cái luật của cái nơi này thì những vận động viên bóng đá phải trang bị, được không nào? Phải trang bị gì đây? Những cái thiết bị mà đúng phù hợp, bao gồm cả cái gì miếng dán vai và cả gì bạn ha? Cả mũ bảo hiểm, đúng không nào? Ok. Và các bạn có thể thấy luôn sau cái khoảng trống chúng ta có từ with thì không bao giờ chọn đáp án A, be accustomed to mà, đúng không? Đấy đó, và chúng ta chỉ là dịch về nghĩa, đúng không? Đó, trang bị cái thiết bị nó phù hợp, đúng không nào? Đây, accustomed đi với dịch to, donate thì donate to có nghĩa là gì đây? Đóng góp cái gì đó cho ai, đúng không nào? Ok, donate something to. Đấy, 37. Tạm thời không quan tâm đến từ này. Được không? Sau mạo từ. Đây có phải là dạng câu hỏi về gì bạn ha? Từ loại không? Đúng không? Tiếp tục. Sau mạo từ thì chúng ta chọn là gì đây? Danh từ đúng không? Chúng ta có cụm là gì đây? Chúng ta có hai danh từ. Thứ nhất B là một danh từ sự đại diện. Được không? Sự thay mặt. Tiếp tục. Representative là người đại diện. Và dịch trong cái câu này theo các bạn là dùng sự hay là người hả? Đó. Có phải là người đại diện từ cái công ty này giải thích rằng không? Cái người thì mới giải thích rằng chứ làm sao mà sự có thể giải thích được, đúng không? Đó, cái sự triệu hồi gần đây về cái gì bạn ha? Cái lốp xe các bạn ha, được không? Cái vỏ xe á, sẽ gì đây? Sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng một cách gì đây? Xin lỗi các bạn ha, sẽ không ảnh hưởng đến doanh số một cách bất lợi, được không nào? Chúng ta sẽ chọn đáp án là D, đúng không nào? Đó, danh từ nó có nghĩa là người đại diện, được không? Nhưng mà khi là tính từ đi với dưới từ of cho thầy có nghĩa là đại diện thôi, đúng không? Representative of. Đấy. Chúng ta tiếp tục. Xin lỗi. Chúng ta còn thêm một cụm nữa là letter of recall có nghĩa là gì bạn ha? Lá thư triệu tập, đúng không nào? Ok, triệu tập, đúng không nào? Câu 38. Dạng câu hỏi về thì rồi, đúng không nào? Và nhắc lại một chút, chúng ta có từ familiar. Nếu các bạn học thì học với thầy thì các bạn sẽ biết là be familiar to somebody and with something. To somebody with something. Được không nào? Ok. Rồi, nhìn phía trước và phía sau khoảng trống cho thầy. Phía trước khoảng trống đây có phải là chủ ngữ không à? Đúng không? Đúng không? Và chủ ngữ chính ở đây là gì? Sau cái giới từ còn quan tâm đó không? Không, như vậy the new members là
chủ ngữ đúng không? Chủ ngữ số nhiều nhé, được không nào? Ok, đấy. Tiếp tục, sau khoảng trống chúng ta có một đại từ phản thân, được không nào? Ok, tiếp tục chúng ta có thêm cái từ with nữa. Như vậy chúng ta có thể loại được đáp án gì đây? Loại được đáp án là gì đây? Là B rồi đó. Ở đây có with rồi, ở đây thêm with để làm gì nữa? Tiếp tục loại thêm đáp án C, bởi vì không phải là hình thức của cái động từ chính, đúng không? Tiếp tục choose familiar. Rồi bây giờ còn còn gì đây? Còn A và còn D nữa, đúng không? Còn A và còn D thì dịch câu này như sau. Đó, các thành viên mới thì phải sao? Quen với chính họ đúng không? Chính họ nên quen đúng không? Đó, còn đáp án D là gì đây? Nên phải là gì? Quen với ai đó đúng không? Còn đây là một cái đại từ phản thân, cho nên chúng ta sẽ chọn thử đáp án D ha. Và cái đáp án D cũng là đáp án đúng đó, được không nào? Thầy dịch câu này như sau. Nên chính họ nha, quen với cái gì đây? Những nhân viên của công ty, đúng không? Đó. Để mà sau đây họ có thể được cung cấp cái môi trường làm việc nó thân thiện hơn, được không nào? Họ có cái môi trường làm việc thân thiện hơn, được không? Còn đối với các đáp án A điền vô đây nó không đúng, đúng không? To somebody, đến ai, chứ không phải cái con này là cái đại từ phản thân, thì phải sao đây? Tự nó gì đây? Tự nó quen với cái gì đó, đúng không? Cho nên chọn đáp án là D, được không nào? Ok, đấy. Đây chúng ta có ví dụ nè, đó. Be familiar with something to somebody, được không nào? Ok, đấy. Tôi quen với những cái mưu mẹo mánh khóe này, đúng không? Những cái mưu mẹo mánh khóe này thì quen với tôi, đúng không nào? Ok. 39, bốn từ khác nhau cho nên phải dịch rồi, đúng không? Vacant có nghĩa là trống, scattered có nghĩa là gì bạn ha? Là lưa thưa hoặc là rải rác. Rồi đáp án C có nghĩa là gì bạn ha? Là hoang vắng, đúng không nào? Hả? Hoang vắng không có một bóng người á. Đáp án D là lãng phí, và thầy dịch câu này như sau. Kỹ sư á, đúng không nào? Nhận ra rằng thì sao đây? Cái tiến trình hoặc cái quá trình mà cái công ty hiện tại á đang go through, có nghĩa là đang xem xét á, kỹ lưỡng á, thì sao bạn ha? Thì nó làm sao đó và cần một số thay đổi, và theo thầy dịch là nó cần sau đây. Nó thì sao? Nó lãng phí, được không nào? Nó lãng phí cho nên mới cần sự thay đổi, được không nào? Cho nên sẽ chọn đáp án là D, được không nào? Đấy. Mấy đáp án kia nó không phù hợp về nghĩa. Tiếp tục đáp án là gì bạn ha? Rồi chúng ta có cụm là gì đây? Go through có nghĩa là xem xét kỹ lưỡng á, được không nào? Xem xét kỹ lưỡng, được không nào? Procedure là gì đây? Tiến trình hoặc là quá trình, được không nào? Rồi các bạn nhớ ghi chú cẩn thận với cái từ này ha, vacant. Chúng ta có danh từ là vacancy, được không nào? Có nghĩa là vị trí hoặc chức vụ còn trống. Tiếp tục. Câu 140. Câu 140 đề thì các bạn có thể thấy đây là gì đây? Những cái liên từ, đúng không nào? Hả? Rồi nhìn vô đây ha. Chúng ta có thể gì đây? In order for someone to do something, được không nào? Rồi chúng ta đi đến từng từng cái ví dụ ở từng cái đáp án hai bạn ha, đúng không? Đây. Chúng ta có từ now that có nghĩa là gì bạn ha? Now that có nghĩa là vì rằng, đúng không? Vì nó đẹp cho nên chúng tôi sẽ đi gì đây hả? Trời đẹp, đúng không? Cho nên chúng tôi sẽ đi bơi, đúng không? Sau cái từ no that là một mệnh mệnh đề, đúng không nào? Tiếp tục. As much as có nghĩa là như thể, nó như thể là đang nói là tôi vậy bạn ha, là một cái nói dối á, được không nào? Ok, liar, được không nào? Đó, sao must as much as. Tiếp tục. So that, đã thấy từ that thì phải sao nó là gì? Một mệnh đề có nghĩa là gì đây bạn ha? Để mà, được không nào? Ok, chỉ mục đích. Tôi học tiếng Anh để mà sau đây có công việc tốt, được không nào? In order to thì sao nó là một gì đây bạn ha? Một động từ nguyên mẫu, đúng không? Đó, V không nè, đúng không? Để được thăng chức thì tôi phải gì đây? Giỏi tiếng Anh, đúng không nào? Ok, rồi chúng ta quay lại ha. Đây, quay lại. Nhìn phía sau khoảng trống cho thầy. Đó là một mệnh đề, đúng không? Đó, loại người đáp án là gì đây? Đáp án A và đáp án C, đúng không? Chỉ còn đáp án B và D thôi, được không? By the time có nghĩa là
Và các bạn nhớ luôn, sau by the time thì chúng ta sẽ chọn đáp án là quá khứ đơn, mệnh đề của quá khứ đơn đúng không? Trước cái khoảng thời gian, no that có nghĩa là rằng, và thời dịch con này như sau. Ở phía sau khoảng trống chúng ta có động từ V2AD là quá khứ nè. Đó, thời dịch con này như sau. Có phải là trước cái khoảng thời gian mà công ty nó tung ra cái sản phẩm mới không? Đúng không? Thì nó đã quá trễ rồi để có cái gì bạn hả? Có cái gì đây? Cái sự ảnh hưởng nó đáng kể đến cái thị trường được không nào? Thầy sẽ chọn đáp án là B, có nghĩa là trước cái thời gian và sau nó sẽ là chọn một cái quá khứ đơn cho thầy. Được không nào? Ok, trước cái khoảng thời gian đó, được không nào? Đấy. Rồi chúng ta có từ launch, có nghĩa là phát hành hoặc là tung ra cái gì đó, được không nào? Rồi chúng ta có từ là gì đây? Impact on có nghĩa là impact đi với từ on cho thầy, có nghĩa là tác động hoặc là ảnh hưởng đi với từ on luôn nhé. Rồi, cái từ significant là một cái từ rất là gì bạn ha? Rất là thần thánh ha, trong TOEIC có nghĩa là đáng kể, đúng nào? Nó sẽ bằng với từ tiếp theo là considerable hoặc là substantial, nó cũng có nghĩa là đáng kể luôn. Được không nào? Đó. Và chúng ta có cụm là make an impact on có nghĩa là gì bạn ha? Là tạo ra một cái ảnh hưởng lên cái gì đó, đúng không nào? Impact đi với từ on cho thầy, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta đã đi xong gì đây, 40 câu đầu tiên ở test 8 bộ Economy 5 ha. Các bạn nhớ theo dõi những câu tiếp theo ha. Cảm ơn các bạn.